Việt Nam gia hạn thêm một năm nữa hợp đồng cho Ấn Độ thuê 2 lô dầu khí trong Biển Đông, một ngày trước khi Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ bà Sushma Swaraj tới thăm Việt Nam lần đầu tiên. Báo chí Ấn Độ tường trình rằng động thái này củng cố vị thế của Ấn Độ là một bên có quyền lợi thương mại trong khu vực, nơi mà các cuộc tranh chấp lãnh thổ đã bùng phát mới đây giữa các nước Đông Nam Á và Trung Quốc. Sau khi dừng chân ở Hà Nội, Ngoại trưởng Swaraj sẽ lên đường sang Trung Quốc để dự một phiên họp của tổ chức Nga-Ấn-Trung trước khi họp tay đôi với vị tương nhiệm Trung Quốc là ông Vương Nghị. Các lô dầu được giao cho Ấn Độ khai thác được coi là không có mấy giá trị về thương mại, bởi vì công ty OVL của Ấn đã kết luận rằng triển vọng tìm thấy dầu khí tương đối thấp. Ấn Độ duy trì lập trường đặt nặng tầm quan trọng của quyền tự do hàng hải và được tiếp cận các tài nguyên trong khu vực. Các lô dầu dành cho Ấn Độ cũng là một lý do chính đáng để New Delhi duy trì sự hiện diện của Hải quân Ấn trong vùng. Tàu bè Ấn Độ thường xuyên tới thăm các nước bị tác động bởi chính sách bành trướng của Trung Quốc trong khu vực.